Tử Vi mới nhất hé lộ, năm con giáp nợ nần khổ nhục đủ rồi, đến hồi Thái Lai, thần tài ban lộc trúng số độc đắc, vươn tầm thượng lưu. Trong ngày 30 tháng 7 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, chắc hẳn không chỉ có tôi mà hầu hết mọi người đều có cái nỗi khổ riêng của mình. Người thì khổ vì cái đói, cái nghèo, vì cái sự khinh thường, mỉa mai của anh em làng xóm. Ước mong được một ngày giàu có để được ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Người ta thì quần là áo lượt, sinh ra đã nhà giàu. Gia đình thì hạnh phúc, sức khỏe thì tràn đầy. Con cái thì đỗ đạt mà cảm thấy xót thương cho cái số phận của mình. Thế nhưng, người xưa vẫn có câu, qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai. Giới tử vi chỉ ra rằng, có 5 con giáp nghèo khổ nhục nhã, nhưng vì sống lương thiện, nên ngày 30 tháng 7 âm lịch này sẽ được trời xanh soi tỏ, ban cho cái cơ hội đổi đời, phát tài sau một đêm. Tiền bạc thì xối xả đổ về như nước, san phẳng tất cả mọi khổ cực từ trước đến giờ. Từ đó họ vươn lên làm đại gia, cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Nếu mà tín chủ có cơ duyên nghe được những lời chiêm nghiệm này, quý vị hãy chiêm nghiệm, bởi biết đâu từ nay trở đi cuộc sống của các bạn cũng sẽ có những cái may mắn đổi vận bất ngờ. Vậy thì lời nhắc mệnh ra sao và con giáp nào sẽ là những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 30 tháng 7 âm lịch ngày Kỷ Tỵ này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, cái ngày 30 tháng 7 là ngày cuối cùng của cái tháng cô hồn, xua đuổi cái vận xuôi và mang lại cái may mắn cho mình. Những con giáp sau đây sẽ có những cái bước chuyển mình mạnh mẽ, tiến đến những cái thành công rực rỡ hơn. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay xin được chúc mừng những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ có nhiều thành tích tốt, thế nhưng vẫn nên khiêm tốn và nhớ đến cái sự hỗ trợ của mọi người xung quanh, tránh ăn nói thiếu suy nghĩ, lại vô ý làm tổn thương đến những ai mà các bạn cũng không hề hay biết. Mặt khác, các bạn cũng cho thấy cái sự thiếu kiên nhẫn và có thể là ban đầu bắt tay vào làm việc gì các bạn cũng thấy là hào hứng, nhưng một thời gian ngắn lại muốn bỏ cuộc. Việc này không hề tốt một chút nào cả. Tuy nhiên thì nhờ có được cái thần may mắn chiếu cố, đâm ra là tài chính của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng được khởi sắc. Những người làm ăn thì mang về cái doanh thu lớn nhờ nhanh nhạy với thị trường. Trong khi đó, những người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản tiền thưởng lì xì đáng kể trong thời gian tới. Cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng được tăng tiến mỗi ngày, mang lại cái sự gắn kết cho các cặp đôi. Những người độc thân thì có cơ hội gặp được quý nhân, gặp được người trong mộng. Tuy nhiên, quý vị nên tránh cái việc si tình quá hay là phụ thuộc vào cái đối tượng. Đấy. Nhiều cái buổi ăn uống tụ tập với người thân trong thời gian này cũng sẽ khiến cho quý vị bị mất kiểm soát và ăn uống không đúng giờ giấc, dễ dẫn đến những cái bệnh nghiêm trọng về dạ dày, về đường tiêu hóa. Thưa quý vị, nói chung thời tiết trong thời điểm này nó cũng không hề tốt cho mà những ai mà đang có bệnh nền. Do đó, các bạn cũng đừng chủ quan, nếu mà có dấu hiệu bất thường trong cơ thể thì các bạn nên đi khám chữa ngay các bạn nhé. Và trong thời gian này, để hóa giải những cái hung tinh và mang lại cái may mắn cho mình, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày 30 tháng 7 âm lịch ngày Kỷ Tỵ này không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái ngày 30 tháng 7 âm lịch ngày Kỷ Tỵ này ấy, thì những người tuổi Ngọ có thiên ấn nó phù trợ, nên những người tuổi Ngọ sẽ đứng ở cái vị thế có lợi trong công việc. Một ai đó sẽ phải nhún nhường và tôn trọng các bạn vì các bạn là những người nói được làm được. Uy quyền của những người tuổi Ngọ trong công việc cũng khá là lớn. Tuy vậy, các bạn cũng không nên kiêu ngạo kẻo lại mất lộc làm ăn. Bên cạnh đó, cái tài vận của những người tuổi Ngọ cũng được hanh thông thuận lợi do được cục diện là Tỵ Ngọ Mùi tam hội nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nên là các bạn cũng dễ có quý nhân phù trợ, tránh được cái họa lớn liên quan đến cái chuyện tiền bạc. Bên cạnh đó, các bạn có cơ hội tăng lương và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cấp trên. Nhiều người đang kiếm thêm cái thu nhập bằng cách nhận việc về nhà ấy.
thì cũng sẽ thu hút được một khoản tiền lợi nhuận lớn. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng thực sự là thăng hoa. Bạn trẻ, những người tuổi Ngọ và người ấy cũng được trải qua một cái ngày lãng mạn với nhiều cái điều thú vị bất ngờ. Khi nói chuyện với người khác, các bạn vô cùng là khéo léo nên là không làm mất lòng mọi người và thu hút được những người xung quanh đến với mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình, những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, con đường tài lộc tiền bạc của những người tuổi Mùi thì cũng được may mắn hanh thông. Nhờ có quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là những người tuổi Mùi cũng đỡ vất vả hơn vì tiền. Nhiều người khó khăn thật sự nhưng mà may mắn cũng được gia đình hỗ trợ. Tài lộc thì dồi dào nhờ cái nguồn thu từ công việc bên ngoài, công việc tay trái. Và đặc biệt những người tuổi Mùi là những người giỏi kiếm tiền, không tiêu hoang, đúng với cái tiêu chí là chậm nhưng mà chắc, và quý vị cũng hết sức khiêm tốn. Trong thời gian này, công việc của những người tuổi Mùi nói chung ấy, thì cũng có tỷ kiên nó lâm vận. Đôi khi nó khiến cho những người tuổi Mùi phải lao đao và mệt mỏi. Nhưng trong khi những người khác háo hức thì những người tuổi Mùi lại gì cảm thấy là ngao ngán vô cùng. Các bạn luôn biết là trong cái dịp lễ mùng 2 tháng 9 âm lịch sắp tới đây ấy, thì nói chung trong thời gian này những người làm công ăn lương cũng khó gặp được những cái thuận lợi trong công việc vì bị đồng nghiệp nghi ngờ ngáng trở. Tuy nhiên, thần may mắn cũng sẽ xuất hiện, cục diện tam hội tị ngọ mùi, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Mùi vượt qua khó khăn và có thể là tiến đến những thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, lại được cục diện là tị hỏa sinh cho mùi thổ. Vậy nên trong thời gian này, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Mùi cũng được thăng hoa rực rỡ. Tình cảm vợ chồng thì không có sự thay đổi nhiều. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng bận rộn về công việc quá mà quên vun đắp cái tình cảm các bạn nhé. Những người độc thân thì cũng được nhiều người theo đuổi và ngỏ lời yêu thương. Các cặp đôi thì cũng sống khá là hòa thuận và hạnh phúc bên nhau. Vì vậy, để mang lại cái may mắn bảo vệ cái hạnh phúc nho nhỏ của mình, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, nói chung xét về tổng thể vận trình của những người tuổi Thân ấy, thì có sự tăng tiến tích cực trong cái ngày hôm nay. Song các bạn vẫn có nhiều cái tình huống phức tạp xảy ra, khiến cho đôi khi các bạn phải vất vả và tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình. Bên cạnh đó, công việc thì nó cũng được nhiều cái cát tinh nó che chở, quý nhân thì nhiều, chăm sự thì thuận lợi, sự nghiệp thì bước vào cái giai đoạn tiến triển ổn định, có cơ hội để thăng tiến trong cái công việc. Các bạn cần chủ động nắm bắt lấy cơ hội của mình. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, với cấp trên và đối tác thì cũng khá là hài hòa, tạo cái điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có cái bước tiến triển nhảy vọt. Bên cạnh đó, về mặt tài lộc thì trong ngày hôm nay ấy, nói chung bản mệnh cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Cái cục diện là tị và thân nhị hợp ấy, nó cũng sẽ khiến cho những cái mối làm ăn nó mang lại được cái mối hời cho những người tuổi Thân. Nếu mà có ý định đầu tư, các bạn có thể triển khai trong thời gian này. Tuy nhiên, các bạn cần phải hết sức thận trọng khi mà hùn hạp vốn làm ăn hay là đầu tư hay là hợp tác với người khác, kẻo có dấu hiệu bị lừa gạt về tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Thân thì cũng khá là hài hòa, không có mâu thuẫn hay là những cái xung đột nào quá lớn. Con cái thì khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Cái vận đào hoa của những người độc thân trong thời gian này cũng được vượng phát. Tình cảm lứa đôi thì có sự tiến triển rõ rệt. Nếu mà đã có mục tiêu, những người tuổi Thân nên chọn cái thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm với cái người đối diện vì tỷ lệ thành công cũng khá là cao. Bên cạnh đó, trong thời gian này, cái vận trình sức khỏe của những người tuổi Thân cũng duy trì ở được cái trạng thái ổn định, không gặp trục trặc nào quá nghiêm trọng. Tuy nhiên,
vì cái thời tiết nó biến đổi thất thường, vậy nên là quý vị vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình quý vị nhé. Và để bảo vệ cho mình cũng như là mang lại cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Dậu may mắn là có sự đồng hành của cục diện tam hợp là Tỵ, Dậu, Sửu, nên là nó báo hiệu đây là một ngày mà may mắn hanh thông, suôn sẻ, trải bước ra trước mắt của những người tuổi Dậu. Cái vận trình có những cái tín hiệu khởi sắc rõ rệt, đường công danh sự nghiệp thì cát tinh nâng đỡ, đạt được những cái bước tiến đáng kể. Đây là một ngày khá là thuận lợi để cho con giáp này mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, các dự định lớn đã ấp ủ từ lâu. Các bạn đừng quá lo lắng, hãy tự tin vào cái năng lực của mình, cố hết khả năng, rồi các bạn cũng sẽ đạt được những cái thành tích đáng để tự hào bằng chính cái đôi tay của mình. Công việc hanh thông, nó kéo theo cái tài lộc cũng tăng tiến. Con giáp này có nhiều cơ hội để mà kiếm tiền, kinh doanh buôn bán thì cũng được lộc trời, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để mà mong chờ. Bên cạnh đó lại được tài tinh nó chiếu mệnh, vậy nên là trong thời gian này quý vị cũng cần phải lưu ý trong đầu tư và biết nắm bắt lấy cái cơ hội để mà bứt phá, vươn lên mạnh mẽ. Thêm nữa, trong thời gian này cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nói chung ấy, những người tuổi Dậu lại là những người mà phản ứng nhanh, linh hoạt, nên là dễ nhìn thấy cái cơ hội phát triển ngay phía trước, cũng rất là thuận lợi trong chuyện kinh doanh buôn bán làm ăn. Bên cạnh đó, cái cục diện tam hợp nó cũng rất có lợi cho con đường tình duyên của những người tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Cái vận trình tình cảm thì ngày càng khởi sắc, và cái ngày 30 tháng 7 âm lịch là một cái ngày mà cái đào hoa nó khá là vượng. Nhân duyên thì tốt lành, ùn ùn kéo đến. Những người độc thân có thể nhân cơ hội này để mà lựa chọn đối tác ưng ý, tình yêu thì cũng nhanh chóng thăng hoa. Bên cạnh đó, với các cặp đôi đang yêu, tình cảm mặn nồng và có thể bước tiếp sang một cái giai đoạn mới, hai bạn có thể tính đến chuyện hôn nhân trong thời gian này. Và mọi chuyện cũng sẽ được thuận lợi hanh thông các bạn nhé. Và để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Dậu, các bạn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Sửu. Quý vị thân mến, trong ngày 30 tháng 7 âm lịch ngày Kỷ Tỵ ấy, thì những người tuổi Sửu cũng được cục diện là Tỵ, Dậu, Sửu là tam hợp. Vậy nên trong thời gian này ấy, cái cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ, kèm theo được cái cục diện ngũ hành nó tương sinh, nó mở ra những cơ hội khá mới hay ho đối với những người tuổi Sửu. Nhất là với những ai mà ham học hỏi, các bạn có thêm nhiều cái thông tin hữu ích để mà gia tăng thêm cái nguồn thu hoặc là lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên, các bạn cũng cần thời gian cân nhắc và lựa chọn một cách là thận trọng. Hãy cẩn thận về cái tài chính và mọi việc có thể không tốt đẹp như mà các bạn đã mong tưởng. Lúc này, quý vị nên ưu tiên cái việc tìm hiểu. Đây không phải là cái thời điểm để tham gia vào kinh doanh hay là hợp tác đầu tư. Kể cả nếu mà có, nhưng mà cái cơ hội hấp dẫn nó cũng sẽ không đến ngay trong thời điểm này. Trong kinh doanh thì bản mệnh cần phải tỏ ra chừng mực khi đưa ra những cái quyết định. Đây không phải là lúc để các bạn mạo hiểm, tránh đầu tư một lượng tiền lớn, thay đổi cách làm việc nếu mà mọi thứ đang ổn định. Bên cạnh đó, cái tài tinh nó cũng ghé thăm, nó cũng sẽ giúp mang lại cái tin vui về con đường tài chính cho các bạn. Thu nhập của những người tuổi Sửu cũng đang có dấu hiệu tăng lên. Các bạn có thể thu được một khoản lợi nhuận đáng kể từ các việc đầu tư trước đó. Trong thời gian này, về mặt tình cảm thì vợ chồng trở nên hòa hợp hơn bao giờ hết. Những người đang yêu cũng sẽ sẵn sàng gắn bó và dựa dẫm vào nửa kia nhiều hơn. Những ai mà đang độc thân thì cũng đã vui vẻ mở lòng đón nhận cái cơ hội mới. Các bạn cũng nên chú ý đến cái chuyện ăn uống hàng ngày và cũng cần phải có chế độ luyện tập thể dục thể thao hợp lý để sức khỏe của mình nó được tốt hơn. Vì vậy, trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và hóa giải những cái xung sát thị phi,
các bạn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ trong cái ngày 30 tháng 7 âm lịch ngày Kỷ Tỵ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.